À, bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi á. Bây giờ mình giới thiệu về nhau nha. Rồi mời em. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ, em chào khán giả. À, em tự giới thiệu về bản thân mình. Tên em là một cơn mưa dài trên dòng sông bé. Cơn mưa dài trên dòng sông bé. Trời. Em xin nói sơ một tí về cái quê hương của em nữa. Là đến với quê hương của em, mỗi khi mà tiếng gà các tiếng gáy là mọi người sẽ được hưởng một cái bình an, một cái hạnh phúc và một cái lộc của trời ban. Đó là những gì mà em giới thiệu về bản thân và tên của em và tên về quê hương của em à. Không hiểu luôn á. Chứ mà chưa hiểu thì em sẽ giải thích ra thêm một tí nữa. Cơn mưa dài, đó là mưa có phải là trường vũ không anh? À, cơn mưa dài là trường vũ, em tới là trường vũ hả? Còn sông bé là cái tỉnh của em. Và năm nay khi mà Bình Dương và Bình Phước tách tỉnh nên bây giờ là nó thuộc về tỉnh Bình Phước à. Và cơn mưa dài trên dòng sông bé là em tên là Trường Vũ và đến từ sông bé. Trời ơi,